Ký hiệu ở trên con diều ý nghĩa là gì vậy? Giờ ngọ ngày mai, bên ngoài thành Tây có việc thương lượng. Có khi nào là bẫy không? Đây là ám hiệu đặc biệt của Nhật Nguyệt Hội, người bình thường sẽ không hiểu được. Chúng ta cứ đi coi thử. Cái tên văn tặc Cao Tiến Trung này. Nè, đừng manh động, đợi tổng đại chủ phát ám hiệu đã. Cao Tiến Trung, một mình hắn tới, không biết lại muốn giở trò gì. Đi ra coi thử. Cao Tiến Trung, người to gan thiệt, dám đơn phương độc mã tới đây. Đừng nói nhiều, đưa hắn về từ từ tra hỏi. Còn muốn nói gì nữa? Là tôi có lỗi với tất cả mọi người, cho dù có giết tôi cũng không oán trách đâu. Nói hay lắm. Đừng đánh nữa. Cao Tiến Trung, người phát ám hiệu dụ bọn ta tới đây rốt cuộc có mục đích gì? Dụ mọi người ra đây là muốn mọi người giúp tôi giết một Lý Bố. Người đã là người của một Lý Bố, lời người nói bọn ta tin sao? Thế Ngọc, nghe tôi nói được không? Tôi và hắn có thù như biển sâu, Cao gia chúng tôi vì hắn mà phải chết trong tay của Thạch Thác. Là hắn, là hắn ép tôi tới Cửu Tiêu Lầu với các tướng quân. Bây giờ cả Đông Mẫn cũng lọt vào tay của hắn, chịu đủ sự hành hạ. Đông Mẫn cũng bị hắn bắt đi. Mắt nhìn người mình yêu cứ không ngừng chịu đủ sự ô nhục với hắn, lòng của tôi đau như bị dao cắt. Không những vậy, điều đáng hận hơn là 20 mấy năm qua mẹ của tôi đã bị hắn giam lỏng. Là hắn, hắn đã khiến chúng tôi chịu nỗi khổ cốt nhục phân ly. Tôi hối hận vì lúc trước đã nói giáo cho giặc. Tôi biết là tất cả mọi người hận tôi, cho nên tôi không dám mọi người sẽ tha thứ gì cho tôi. Tôi chỉ hy vọng chúng ta có thể bài trừ thành kiến, cùng nhau hợp tác, cùng nhau đối phó với kẻ thù chung của chúng ta. Ngươi muốn bọn ta làm gì? Tên văn tặc này muốn phái tôi đến đây để làm gian tế. Bây giờ tôi sẽ tương kế tự kế, hợp tác với mọi người, tìm cơ hội giết chết hắn. Bọn ta dựa vào đâu tin ngươi? Mọi người có thể không tin, nhưng mà là mẹ của tôi cho tôi dũng khí để tới tìm mọi người. Tôi không thể làm người mất hết nhân tính được. Miệng nói không có chứng cứ, muốn chúng tôi tin thì phải có hành động thực tế. Muốn đối phó với một Lý Bố, trước tiên phải diệt trừ được Phùng Đạo Đức. Bước thứ nhất của chúng ta là làm một Lý Bố không còn tin hắn nữa. Phùng Đạo Đức là kẻ biết dùng tâm kế, muốn hắn mắc mưu không phải chuyện dễ. Chuyện này phải bàn bạc lại từ đầu. Tạm thời ngươi cứ về đó đi, sau này bọn ta sẽ liên lạc với ngươi. Được. Nếu như mọi người vẫn không tin tôi, có thể bịt mắt của tôi lại dẫn tôi ra khỏi đây. Cần ngươi nói à? Hả? Đi mau, đi. Thành thật chút đi. Đi, đi. Lòng người khó đoán, lời Cao Tiến Trung nói ai biết được có đúng hay không. Khởi bẩm đại nhân, Ti chức và phản tặc Nhật Nguyệt Hội đã gặp mặt nhau rồi. Thật sao? Bọn chúng đã trốn ở chỗ nào? Hiện bọn chúng đang trốn ở một ngôi nhà quan phế cách phía bắc kinh thành khoảng 10 dặm. Đại nhân, bần đạo lập tức dẫn người đi diệt trừ đám phản tặc đó. Đại nhân, không thể làm vậy được. Nếu như làm theo cách của Phùng Đạo trưởng, vậy trận đòn hôm nay Ti chức chịu là quá uổng phí rồi. Đại nhân muốn diệt trừ tận gốc đám phản tặc đó, vậy thì càng không thể hành động liều lĩnh và manh động. Phải biết được kế hoạch của chúng ta thất bại là chuyện nhỏ, lỡ như bức dây động rừng để cho bọn chúng chạy thoát, sau này muốn bắt chúng lại sẽ càng khó khăn hơn. Hy vọng đại nhân suy xét. Người nói rất đúng. Phùng đạo trưởng có, ông quá lỗ mãn rồi, làm vậy rất dễ hư chuyện lớn. Dạ đại nhân. Phùng đạo trưởng, hy vọng ông đừng có để ý. Biết bao lần chúng ta tay không trở về, ta phải biết học hỏi từ thất bại. Đại nhân, tuy Ti chức chịu không ít nỗi đau thể xác,
Nhưng coi như là có thể lấy được lòng tin ban đầu của phản tặc, Ti Chức hy vọng đại nhân có thể cho Ti Chức thêm một chút thời gian để tiện cho Ti Chức bố trí hành động. Ti Chức bảo đảm nhất định không giống như lần trước khiến đại nhân thất vọng đâu. Tốt, tốt. Bổn quan tạm thời án binh bất động, cứ làm theo kế hoạch của người. Dạ, đại nhân. Phùng đạo trưởng, không lẽ ông đã quên giữa chúng ta có cá cược gì hay sao? Ông đã từng nói nếu như trong vòng 10 ngày ta tìm ra được xích long thì ông sẽ... Đừng nói nhiều. Chỉ vì lời nói phiến diện của người, muốn ta tin người không dễ vậy đâu. Nói không chừng ngươi tự làm mình bị thương để lãnh công trước mặt một đại nhân thì sao đây hả? Ta không bị ổn dung. Cao Tiến Trung, ngươi nghe đây, muốn ta quỳ trước mặt ngươi khấu đầu trừ khi ngươi chính tay bắt được xích long vậy đây. Không ngờ nhất đại tôn sư lại nói lời mà không giữ lời, tại hạ thấy thật là buồn cho đệ tử của ông. Cao Tiến Trung, ngươi đừng quá đắc chí. Ngươi đắc chí không được bao lâu đâu. Đại nhân, bái kiến một đại nhân. Phùng đạo trưởng, ta kêu ông không được tới đây, tại sao lại không nghe lời của ta, coi lời của ta nói như gió thoảng qua tai? Đại nhân à, bần đạo chỉ là muốn... Ông muốn lãnh công chứ gì? Ông làm như vậy thật quá lỗ mãng. Cũng may Tiến Trung nhắc nhở ta. Ông có biết tại sao ta lại không cho ông tới không? Tại vì lần nào cũng thành sự không có, bại sự có thừa. Phùng đạo trưởng, ông quá coi thường xích long rồi. Sau khi tôi gặp mặt chúng, chúng không thể lưu lại đây. Ông xém chút đã hủy hoại toàn bộ kế hoạch của ta. Sau này không được nhúng tay vào chuyện gì. Dạ, đại nhân. Ông có võ công cao cường cũng vô ích. Nói đánh, ông đánh không lại xích long. Nói mưu kế cũng không bằng Tiến Trung. Ông nên ngoan ngoãn học hỏi theo Tiến Trung đi. Bỏ đi đại nhân. Phùng đạo trưởng dù sao cũng là nhất phái tôn sư, đừng để ông ta mất mặt trước đệ tử của mình. Lần trước bọn ta đã làm theo lời dặn của người. Tình hình bên Mục Lý Bố bây giờ thế nào? Đúng như tôi dự đoán, địa vị của Phùng Đạo Đức trong lòng của Mục Lý Bố đã có lung lay. Tên gian tặc đó cũng có ngày này. Bọn ta dựa vào đâu mà tin ngươi chứ? Nói rất đúng. Là thật hay giả cũng chỉ do mình ngươi nói thôi. Mọi người nghi ngờ tôi cũng phải, vậy cũng không sao. Tôi sẽ dùng sự thật để chứng minh. Cậu tính sẽ làm thế nào? Tôi sẽ từng bước chiếm lấy lòng tin của gian tặc đó, rồi tìm cơ hội để hành động. Vậy rốt cuộc phải đợi bao lâu nữa chứ? Nhìn Xuân cô nương, câu hỏi này của cô nhất thời tôi rất khó trả lời. Nhưng dục tốc ắt bất đạt, tôi vẫn đang đợi một cơ hội. Một cơ hội hệ đánh là trúng. Như vậy cũng tốt. Nè, quân tin hắn hả? Uống nước cũng phải lọc cặn chứ. Thì nó đại vậy thôi, quân sao được chứ đâu. Vậy mà cũng đừng tin sao nữa. Ta muốn người mang một tin giả gì đó. Người nói về một Lý Bố, bọn ta đã chỉnh đốn lại Nhật Nguyệt Hội, chờ thời cơ đi giết Càn Long. Được. Chiêu chương đông kích tây này đủ làm cho bọn chúng chuyển đổi tầm nhìn, khiến chúng lơ là phòng thủ. Để tránh người khác nghi ngờ, người mau về đi. Hi Quang, đưa hắn ra ngoài. Các vị, cáo từ. Mẹ, mẹ có cảm thấy tên Cao Tiến Trung này mặt càng ngày càng gian không? Không thể tin hắn được.